chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng vào tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Trước hết là tại khu vực Bắc Bộ, từ đêm qua do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, toàn miền Bắc trời chuyển mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh, trời rét. Hiện nay diện tích trồng chè của toàn vùng là trên 81.000 hecta, giai đoạn sinh trưởng phổ biến là phát triển búp và thu hái. Tuy nhiên đã có tới 965 hecta nhiễm dày xanh, 718 hecta nhiễm bọ xít mũi và 881 hecta nhiễm bọ cánh tơ. Để phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với sản xuất chè, bà con nông dân cần phải chú ý giữ ruộng sạch cỏ, bón phân cân đối. Bà con cũng cần phải đốn và hái chè theo đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, tránh búp chè ra đúng vào thời điểm dày xanh, bọ xít mũi và bọ cánh tơ ra rộ gây ảnh hưởng đến chất lượng của búp chè. Bà con cần phải sử dụng cây che mát và tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè để hạn chế sâu hại và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên cây chè và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hái. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ cũng chịu chung tác động của không khí lạnh nên toàn miền có mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét. Bà con nông dân trong khu vực cần phải hết sức đề phòng với bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu. Hiện đã có 240 trên 3.600 hecta hồ tiêu của toàn vùng nhiễm bệnh này, chủ yếu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Bà con cần chú ý phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành và dây hồ tiêu bị bệnh và vệ sinh vườn tiêu cũng như là củng cố hệ thống thoát nước, tránh để vườn tiêu ngập úng. Thời tiết tại khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ tuần này tiếp tục có mưa, mưa to trên diện rộng. Còn khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Đây là điều kiện thuận lợi để bệnh nứt thân xỉ mủ gia tăng gây hại trên cây sầu riêng với triệu chứng là khi mà thân, cành cây xuất hiện các vết nứt chảy nhựa có màu nâu. Tổng diện tích sầu riêng nhiễm bệnh nứt thân xỉ mủ là gần 2.500 hecta, trong đó bị nặng là trên 400 hecta. Bệnh gây hại chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên với tỷ lệ bệnh là từ 5 cho đến 20%. Để khắc phục bệnh này, nông dân cần chú ý bón phân NPK cân đối, sử dụng phân chuồng hoai mục và chế phẩm sinh học để bón cho cây sau thu hoạch. Bà con cũng cần phải thường xuyên thăm vườn để phát hiện bệnh nứt thân xỉ mủ, chủ động phòng trừ bệnh nứt thân xỉ mủ theo quy trình kỹ thuật quản lý nấm bệnh Phytophthora hại sầu riêng do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Và cuối cùng là tại Nam Bộ, thời tiết khu vực này ở trong tuần phổ biến là đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Hiện toàn vùng có gần 184.000 hecta cây điều đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Bà con cần phải đặc biệt lưu ý tới đối tượng bọ xít mũi đang gây hại với diện tích nhiễm là 1.400 hecta, tỷ lệ gây hại phổ biến từ 15 đến 30%. Diện tích nhiễm tập trung tại các tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Để hạn chế vườn điều bị bọ xít mũi tấn công, bà con cần phải thường xuyên dọn vệ sinh giúp cho vườn thông thoáng, tránh làm nơi cư trú của bọ xít mũi. Bà con cũng cần phải bón phân NPK cân đối, không bón quá nhiều đạm và tăng phân kali vào thời điểm cây điều ra đọt non, chồi hoa và quả non, tạo điều kiện cho các thiên địch sinh trưởng và phát triển. Áp dụng quy trình phòng trừ bọ xít mũi của Cục Bảo vệ Thực vật. Và khi mà phun thuốc phòng trừ bọ xít mũi, bà con cần chú ý, chúng ta sẽ phun thuốc vào sáng sớm hoặc là chiều mát khi cây chuẩn bị ra lá non cũng như là ra hoa. Đối với những ngày trời âm u, bọ xít mũi hoạt động mạnh, bà con có thể phun sớm hơn. Tuy nhiên, nếu như cây đùa điều đang nở hoa, thì bà con không phun trước 9 giờ sáng để hoa điều có thể thụ phấn. Bà con cũng nên phun trừ đồng loạt trên diện rộng khi mà bọ xít mũi tuổi 1 cho đến 3 sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Và đến đây, bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.